Ok đấy, uy tín đấy, trận này uy tín nha. Trận này các bạn chọn là khó nha. Trận này bên Studio 3 chỉ có một PC thôi. Bên này là hai PC. Ở Select bắn khá hay đấy. Ui sợ thế. Và cô đạt tới 5 nha. Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đến với trận thi đấu 4v4 đến từ quân đoàn Siêu Nhí Mâu Bày. Chủ quân đoàn Kuwin và GK đạt công, và vị trí của Louis Vinh đối đầu với họ là bên phía bên này có vị trí đội hình của Kelly. Bên này là vị trí Kelly Gaming, Đạt Bot, Nợ Dung, và vị trí của Select 31. Chúng ta sẽ cùng follow theo góc máy của Kelly nào. Combo kỹ năng của Kelly sẽ không thiên về những combo tốc độ khi mà không mang cho mình đó là zone xếp. Ở bên kia thì GK đã bị bắt lẻ rồi. Và Kelly đang câu kéo rồi. Vâng, đội của Kelly cũng mất một người. Đạt Công đang muốn đẩy vào. Bây giờ là những màn solo lục đi sớt điệp rồi. Louis Vinh đang kè đầu bên này, nhưng dường như là chính Vinh cũng không có bất kỳ một cái lối nào để đi ra. Còn đây là góc máy của Kuwin. Kuwin đang bị Kelly và N Dung quẩy. Vâng, tầm này Kuwin toang rồi. Ở bên kia thì Đạt Công lại có mạng của Đạt Bì nữa. Vâng, ngay lập tức Đạt Công làm cho mình hại mạng. Và bây giờ sẽ là 2v2. Kelly đang muốn qua để cứu đồng đội của mình. Trong khi đó thì Đạt Công bên này đã có mạng ngon ăn rồi. Louis Vinh đang kè ở góc máy với Kelly. Ở ngay lập tức thì vị trí của Nờ Dung cũng đã phải nằm xuống dưới họng súng của Đạt Công. Đạt Công đã có cho mình một cây UMP, thì tầm này sẽ là một kèo khó dành cho Kelly. Bình tĩnh nha. Ôi, trời, dở rồi. 1-0 dành cho bên phía của đội hình Siêu Nhí Mâu Bày. À, kìa. Tôi ghét nhất là cái hành động như này. Từ với cái hành động này cay lắm các bạn. Rồi, ok anh em, xem rằng là kèo thi đấu này tiếp tục như nào đây. Ta sẽ cùng đến với round thi đấu tiếp theo. Sẽ là một trận thi đấu mà bên phía đội hình của Siêu Nhí Mâu Bày có một bài công lên khu vực tháp đồng hồ. Trong khi đó thì Kuwin đang mở bên khu vực cánh trái. Đối đầu với Kuwin là vị trí của Kelly và vị trí của Đạt Bot. Ở trong khu vực nhà là N Dung và Select. Tầm này thì Select cũng không thể nào được cứu vãn được đội hình của mình nữa rồi. Kelly luôn chơi ở vị trí chủ cổng, rất máu chiến, để cho những người em của mình cover ở phía sau. Đạt Công lẻn được vào trong khu vực nhà rồi. Vâng, ra kèo rất hợp lý. Đẩy thẳng vào. Anh chàng KU bên đầu bên kia thì vị trí của N Dung đang cực kỳ yếu máu, ngay tức là có mạng. Vâng, Kelly đang thấp máu rồi, bị móc máy. Bây giờ thì còn lại một mình Kelly mà thôi. Không chính xác hơn đó là Đạt Bot. Bên phía đội Siêu Bài đang còn đủ cho mình là cả 4 người. 2-0. Kẹt thật đi các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu thứ 3. Và tỷ số hiện tại bây giờ đang là 2-0. Đội hình của Kelly đã có cho mình những lượng mũ giáp nhất định ở trong trận thi đấu này rồi. Muốn giao tranh tầm xa nhưng mà khá khó ở trong cái map thi đấu như này. Ngay lập tức thì N Dung lại bị bắt ở đây rồi. Kelly đang bị sấy ở sau lưng rất nhiều. Toàn rồi. Còn một mình vị trí của Đạt Bot mà thôi. Vâng, Đạt Bot cũng trở về với cát bụi và tỷ số là 3-0. Và các bạn có thể thấy được rằng là bên phía đội hình của Siêu Nhí Mâu Bày đang thi đấu rất cháy. Và đây cũng là lần đầu tiên bên phía team của Kelly lên thi đấu kèo tử chiến. Bởi vì thế thì họ cũng sẽ gặp rất nhiều điều khó khăn, đặc biệt là áp lực tâm lý. Tôi nghĩ rằng là đây chỉ là những trận thi đấu giao hữu giữa các team mà thôi. Bởi vì thế thì không nên đặt nặng quá vấn đề thắng thua. Nhưng mà thua thì vẫn cay chứ anh em. Chú có bạn gái nào 13 tuổi không mai mối với cháu á? Ui giời ơi, thằng thanh con này trêu đấy. 13 tuổi mai mối gì cháu, nhiều đường làm sao được. Học hành đi, lo học đi. Còn Kelly đang thủ khu vực nhà với cây Mark 7. Toàn bộ bên phía team của Kelly tôi đang thấy rằng chơi những cây shotgun rất nhiều. Vâng, Đạt Công đang yếu máu rồi. Select đẩy thẳng vào, bắt được Đạt Công rồi. Chính thức mất thêm người thứ hai, đó là vị trí Louis Vinh. Tôi đang thấy rằng là shotgun bên phía team của Kelly chơi ổn hơn rất nhiều. Còn lại vị trí của GK và Kuwin mà thôi.
sẽ là một kèo khó bán rất hay. Tôi nghĩ rằng tỷ số sẽ là 3-1. Kelly sẽ xử lý được kèo này cực kỳ đơn giản mà thôi. Một mình vị trí UZK sẽ không làm được bất kỳ một điều gì cả. Cuối cũng bắn nóc được với chữ N dùng. Đúng như tôi dự đoán thì tỷ số sẽ là 3-1. Khó lắm anh em ơi. Để ăn được kèo thi đấu này thì sẽ là một trong những cái điều mà tôi nghĩ rằng là khá là khó. Team Kelly đã có cho mình một trận thi đấu khởi sắc ở trong round thi đấu thứ 3 vừa rồi. Chính xác hơn là thứ 4. Đến với map thi đấu tiếp theo thì họ lại phải có một bài công. Nhưng cần phải có chiến thuật nhất định. Select đẩy sớm như này thì sẽ là một bài đẩy quá sai rồi. Kelly bị đập đốc ở đây. Wow. Đấm Skyler lệch ở trong tình huống tiếp theo. Cubin bị bắn nốc. May mắn cho Cubin là có vị trí của Vinh và... Uầy, đẩy vào được rồi. May mắn nha. Cần phải đẩy lên luôn. Cần phải đẩy lên luôn. Giao tranh khá nhiều. Select vẫn chưa được cứu. Cubin đã bị bắn nóc ở đây rồi. Nhưng bên phía đội hình của Snowball cũng đang còn cho mình là hai người. Adbot đã phải nằm xuống. Kelly một tình huống ra kèo hơi lỗi. Select sẽ được cứu ở trong tình huống này. Còn kèo 2v2. Ấy, ui, ui Kelly ơi. Còn Select bắn nóc một rồi. Ra kèo hồi máu đi nào. Đúng rồi, ra kèo. Ôi, đàn công bị AFK đầu bên này à. Bây giờ mới ra quân này. Thôi toàn rồi, họ vẫn còn là hai người. Siêu nhí vẫn đang còn hai người ở đây. Và đặc biệt là đặt công chưa phải nằm xuống. Ông kia. Ôi giời ơi. Thì lách bán cái gì đây? Ông chỉ, ông chỉ. 1887 đối đầu lực USB. Ngày hôm nay Select đang bắn một trạng thái hơi ngáo. Còn các bạn khán giả hãy giải thích cho tôi tình huống vừa rồi. Dường như là thay đạn đến 2 lần nhưng Select vẫn phải nằm xuống. Chú ơi, cháu chưa có quả. Các bạn nhớ là đăng nhập tài khoản Free Fire. Sau đó ấn vào mục liên kết tài khoản, ấn vào theo dõi kênh Buya và ngồi chờ. Đấy, nó rơi. Tỷ lệ rơi vào người các bạn khá là cao. Ok, và hiện tại bây giờ thì tỷ số đang là 4-1. Đạt công chơi hai lục. Ở bên này là góc máy có đạt bot. Kelly người chơi hệ chiến đẩy sang bắt vào chữ Luis Vinh chăng. Đạt công đang một mình kéo giãn ra ba người bên phía đỉnh siêu nhí. Thôi xong rồi, Kelly bị nốc rồi. Hai cây lục kéo khá tốt. Mất Kelly và mất thêm vị trí của Dung nữa. Bên trên này đạt bot cover. Mỏi tay cũng không thể nào cover nổi. Đẩy thẳng lên đến từ vị trí của đặt cổng với hai cây lục. Xong rồi. Ui, 5-1. Ok các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu tiếp theo nào. Tỷ số hiện tại bây giờ đang là 5-1 rồi. Ở đầu bên này thì vị trí của Louis Vinh đã có cho mình là 4 kill, đạt công 9 kill, Cubin 2 kill và ZK có cho mình là 5 kill. Xong Cubin rồi. Cubin bị bắt ở đầu bên này. Vẫn đang còn lại là Louis và vị trí của Hara. Hara chính là ZK đấy các bạn. Ấy. Vâng, cấm Skyler liên tục có thể cứu được. Ở chúng ta mất tiếp đó là vị trí của Louis Vinh. 5-2, hay quá. Cháu rủ cả làng đăng ký ạ. Ui, được đấy Khánh ơi. Khánh được đấy. Các bạn rủ cả làng, cả hết anh em bạn bè, rủ cả lớp đăng ký là tuyệt vời đấy. Tỷ số chúng ta đang là 5-2 rồi. Sao chú không luyện bán tiểu liên á? Bờ. Tại vì solo tiểu liên là chú sợ gặp mấy ông chơi mấy cái Red Candid đó các bạn. Nó tâm nó thẳng tưng à. Ok mọi người, chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu tiếp theo. Ôi. Vâng, các bạn có thể thấy rằng ngay lập tức thì Louis Vinh bị bắt. Hay, Cubin bị sấy rồi. Cubin một tình huống đẩy vào hơi dại. Khi mà đồng đội nằm xuống chưa kịp cứu thì Cubin là quyết định đó là đẩy vào. Tiếp tục đó là vị trí của Hara. Và sau đó là đạt công, bây giờ còn một mình vị trí của Louis Vinh thôi.
Tỷ số là 5-3, rất tay. Cách biệt bây giờ chỉ 2 bàn thôi. Ở pha vừa rồi thì team Kelly chia đội hình khá là hợp lý. 3-1. Họ chia đội hình ra làm 3-1 và bắt vào những cái vị trí trọng yếu trước. Bên phía team Cubin thì hơi chủ quan. Và đến map này thì chia đội hình cũng khá khó. Bởi vì map này với cái việc bao bọc cho nhau ở cự ly tầm xa rất là khó luôn, vì nó chia ra hẳn hai khu vực có rất nhiều tường rào. Bây giờ thì Kelly một mình một khu đối đầu với Kelly, đó là vị trí của Luis Vinh. Đạt công 1-2 rồi. Có bị những gì cầy thì nó vào đẩy. Hay Kelly bắt được Cubin. Ui, không kịp gạt cho Kelly rồi, hơi đen. Hơi đen cho Kelly rồi. Tí nữa thì Kelly có mạng ngon ăn. Bên này đạt công đẩy thẳng vào bắt được Silex. Anh chàng đạt vị. Hay, hay, ra keo, ra keo, ra keo. Ra keo. Ý, ôi đạt ơi, ra keo. Bạn đấy hay thế, ra keo rồi ơi. Hơi tiếc cho team Kelly luôn các bạn. Rồi 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 rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cú nhiều người mà đi chơi lắm nhưng mà đang dịch không dám đi các bạn ở nhà. Có mời chưa chắc thì đã đi các bạn. Vợ cho đi đâu mà đi anh em. 6-3 rồi. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Có chiến thuật là sẽ ăn nha. Thôi rồi, thôi xong rồi. Đấm Skyler là bất ngờ rồi. Hai ông ở nhà cover những cái gì hơi thiệt rồi. Rồi nó công nhà là toang này. Ui, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Máu có đi hồi lên. Máu có đi hồi lên. Thôi xong rồi. Thôi rồi, 7-3 rồi. 7-3 rồi anh em. Càng chê nhờ.